Rồi lên được trong máy bay trực thăng này là mãn nguyện rồi. Giờ đi vô cái chùa Hoàng Mai nữa, đi vòng cho ra. Trơn quá. Cái lá cây nó đổ nó trơn. Nó trơn mà số 1 mà tuôn luôn các bạn thấy không? Ghê. Hình như là cái độ này dốc nhất là tới chùa luôn á. Thắng luôn, chấm thắng luôn. Và cái xe 7 chỗ nó đậu đó chứ nó vô đây nó không dám vô. Có một xuống mà phải thắng nè các bạn. Ghê, ghê lắm. Đoạn này là dốc nhất các bạn. Dấu bánh xe mà nó thắng nó có lần luôn. Cho cái để cái lá cây nó bị trơn. Lá cây mà gặp trời mưa nè, nó ướt nó trơn. Xuống là thấy là biết rồi đó. Cũng lẹ ghê chứ, nói đây trời nó mất tiêu rồi. Đó mấy cái cô nè các bạn, gặp trời mưa nó trơn nữa. Đây, tới chùa Hoàng Mai rồi các bạn. Đó là núi Vinh. Nhớ lúc trước là quẹo cái cổng này rồi các bạn. Quẹo cái cổng này này đi xuống. Giờ chắc lẽ nó làm cái cổng mới. Chắc chùa mới làm cái cổng mới. Trước là đi cái cổng đó đi xuống. Giờ làm cổng mới rồi các bạn. Nó thì cái chùa Hoàng Mai đi múc múc xuống dưới nữa các bạn, lát là đi bậc thang đi lên nữa. Cái cổng này cổng mới nữa, trước đi cái bậc thang bên kia. Thôi giờ mình xuống dưới lát lên không nổi các bạn, mấy bậc thang này sâu lắm, múc ở dưới. Hôm nay mình đi tới cái cổng chùa thôi các bạn, chùa này mình đi cũng giếng 2 lần rồi. Lần này nữa thôi. Trước là đi cái cổng đó. Trong đó thì có những cái qua cái am đó có những bậc thang đi xuống. Giờ sửa lại rồi. Xuống ngay chỗ đó đó các bạn, chỗ cái hồ đó nó có cái bậc thang đi xuống. Ghê quá các bạn ơi. Ghê cù lê luôn á. Đây tới đây là chùa Hoàng Mai. Quay sơ cái xe cho các bạn thấy nè. Thấy không? Đi đường đất đỏ. Xe quá là ưng ý luôn các bạn. Xe phân khối nhỏ nhưng mà đi rất là lanh. Rừng núi này là đường này là phân khối lớn là cả ngàn vô không nổi đâu các bạn. Té liền. Dốc đứng mà trơn trợt. Còn phân khối nhỏ thì đi được. Nhưng mà có cái đường trường thì gia tốc nó yếu các bạn.
nó có 150 à, khi người ta cả ngàn ngàn mấy trong con khói bằng cả chiếc xe hơi luôn. Khi người ta chạy 40-50 cái người ta gia tốc lên cái 100, 130, 120, ta đi đều đều đi Sài Gòn Đà Nẵng rồi ta đi tốc hành. Còn mình Sài Gòn Đà Nẵng Nha Trang nào là đuối luôn các bạn, xình không. Vì mỗi xe thì nó cũng có cái lợi thế riêng. Thì xe này rẻ tiền mà ít hao xăng. Mấy chiếc mà Z1000 với lại mấy chiếc BMW đồ, mấy Honda CBR 1000, 1001 rồi đó. Đây là chạy bằng xăng với xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ và 1.5 giờ các bạn. Khủng khiếp lắm. Mình có đi rồi mình biết. Xăng mà nó uống như là tay uống là ve vậy đó. Tiền mua chiếc xe thì nhiều khi không ngán mà ngán cái tiền xăng đó. Tức là đi mà mỗi lần đổ xăng đó là cái lượng xăng đó, thí dụ đi 1.000 cây đi, xe này đi 1 triệu tiền xăng thì xe đó phải 3 triệu tiền xăng hơn nữa các bạn. Bây giờ lên đường đi quay trở về.